Hello, chào mựng các bạn đã đến với tựa game Dragon City. Mình là Sơn XT. Hôm nay mình sẽ review con rồng Arctic Dragon nha các bạn. Con đó lâu lắm rồi, giờ mình mới up ra được các bạn ạ. Rồi các bạn đợi tí mình thu con nha. Rồi. Bật cái tiếng cho nó sôi động một tí. Đi đâu đây? Đừng nói với tôi là qua cổng không gian rồi nha. Cứ khi mình nhắn cái chỗ đó nó bay qua cổng không gian rồi các bạn ơi. Cổng không gian của mình thì mình nâng cấp mát rồi. Chỉ có những cái con rồng kia thì chưa mát được thôi chứ. Mình nâng lên mình lai ra đủ luôn rồi, đủ bộ luôn rồi các bạn. Nè. Đấy. Thấy chưa? Thu. Thu. Mình đã triệu hồi toàn bộ rồng ở cổng không gian rồi các bạn. Nè, cái nhà này là nhà nhà nâng cấp này. Cái nhà triệu hồi đâu ta? Nhà này là nâng cấp đế, nhà này là nhà summon này. Mình đã triệu hồi này, you have a collect on the action dragon này. Có nghĩa là mình đã thu thập toàn bộ những con rồng ngoài không gian rồi. Và các bạn Brett này, ví dụ như các bạn muốn có con hệ bông với hệ hệ gai đi thì các bạn chọn hệ đất và hệ kim loại. Các bạn like, nếu mà 16 tiếng thì chắc chắn là ra con đặc biệt bông với gai. Còn thông thì các bạn sẽ ra cái con đất kim loại. Nói chung là nó có hai trường hợp. Các bạn chỉ cần đăng lên như thế thôi. Và ví dụ như là hệ đây nè thì lấy con này like với con hệ rồng với hệ sáng thì lấy hai này làm với nhau. Đấy thì nó cũng ra bình thường nha các bạn. Bạn like like một tí là ra thôi. Chịu khó like để hoàn thành bộ sưu tập ngoài cổng không gian. Mà hoàn thành bộ sưu tập ngoài cổng không gian thì người ta sẽ tặng cho bạn một con rồng legend rất là đẹp. Mình đã hoàn thành rồi, để mình kéo ra về cho các bạn xem. Con đó là bốn tay. Con rồng đó bốn tay cầm bốn cái kiếm. Đấy, các bạn đợi tí nó lo về đảo mình nha. Sao lo lâu ta? Lo nhanh nào. Bốn tay cầm kiếm. Và ở bên đó là những cái con mà có hệ đặc biệt. Ví dụ như là con Power các bạn. Con mà có hệ nước và hệ lửa bên này là không được á. Thì các bạn qua em đó, các bạn kiếm con nào có hệ nước, có hệ lửa các bạn like thì nó rất là dễ ra con Bao nha. Bên đó like được cái đặc điểm, được cái lợi ở cái chỗ đó. Rồi, đấy về đảo rồi. Rồi, thu con thôi. Rồi. Đây các bạn, con rồng khi các bạn sưu tập toàn bộ rồng ở ngoài cổng không gian này. Đẹp chưa? Đây này, Can be orbiting in Dragon Collection này. Bạn có thể có con đó bằng cách sưu tập trong sách quái vật. Đợi tí nha. Hai cái nhà lai đây, mình lai đây gì đây? Ở đây là lai ra con ánh sáng. Widerfy, con hệ Primer lửa, con đó mình có rồi. Mình tiếp tục like hai con Legend một hệ với nhau để sưu tập thêm những con Legend khác. 10 giờ không được rồi.
Ở đây mình đã lai ra thêm được một con Ranger rồi nè. Mà thôi để từ up sau. Nhờ up của Artist đã. Artist Dragon đấy các bạn. Đấy. Bỏ như nào đây ra. Bỏ như này đi. Xem đi, nhà lại gần của mình cũng sẽ full rồi. Artist Dragon 1098. Rồi, mình cho nó lên level 25 nha. Ồ, đặt tên nó là sói banh đi. Sói banh. Rồi, cho nó lên level 15 nha. Bây giờ mình xét về độ mạnh của nó nha. Con này là cấp 9. Vì sao cấp 9? Vì Master Ball của nó khi mà mình nâng cấp nó cộng lên, các bạn thấy không? Cộng 11 hay cộng 12 ở cái chỗ Master Ball đấy. Đó, là con này cấp 9. Mà con cấp 9 thì mạnh ngang với tất cả những con hiện tại đang level 70 của mình. Những con level 70 của mình đều là cấp 9 hết. Và nếu con này đang được 5 sao, 5 sao level 70 thì nó cũng mạnh ngang Dragon, Kratos, Skull, Tyranitar, Elvenzer với Mover Fantastic. Đó, được chưa? Và bây giờ xét về hệ của nó thì nó hệ Water đầu thì nó sợ hệ nước với hệ băng. Và hệ Water thì Krit được hệ lửa. Water Krit được lửa với đất. Băng Krit được lé. Lé với Water. Legend Krit được bô rê, ánh sáng Krit được bóng tối với điện. Thì con này có 4 hệ, Krit được 7 hệ, đúng không? Và sợ hai hệ nên mình chấm cho nó 9 điểm. Vì nó sợ tới hai hệ nhưng mà nó Krit thuộc gọi là tối đa. Nó Krit được tối đa là 7 hệ khác nhau. Rồi, ở đây quan trọng là cái này này các bạn. Quan trọng là cái này Vicky của mình đã đạt được 4 sao vàng. À. Đó, chụp ảnh lại, chụp ảnh lại. Rồi, hơn mới chụp kịp. Rồi, 5 sao vàng cuối cùng lên thôi. Chờ đúng tuần sau các bạn. Chờ đúng thứ hai tuần sau. Tháng thứ hai tuần sau. Là mình sẽ có một tập Vicky level 70. 5 sao vàng cho các bạn xem nha. Cố gắng chờ thôi các bạn ơi. Rồi, thôi, giờ quay lại vấn đề là đem con Artix đi đánh chứ nhỉ. À, con bắt đem thôi. Artix Dragon. RC đúng không? Đúng rồi, RC. Rồi. Nó cầm con nào đây ta? Cầm Vulcan đi. Chiếc. Con này cái hệ Primer các bạn. À, Vulcan đang rỉa máu nữa nào. GSA cộng 44 ngàn. Rồi, Artix ra xử lý này. Có lẽ là không đủ sức rồi. Biết ngay 12 ngàn. Máu nó có 15 ngàn mà đòi quýnh được tới như kia sao được. Ta cũng có 3 sao này. Nhưng mà ta hơn cấp nha. Các bạn thấy Vulcan kia chưa? Vulcan là các bạn kiếm óp ở trong bang hội nha các bạn. Chơi lâu thì sẽ được nhiều óp thôi. Vulcan này xử lý hai chú này tiếp. Lên gần đúng không? Cho anh hai rìu đi.
7 giảm đen nó nào. Đó, đến lúc artist cho kẻ ngài. Artist cho chiêu Gunmail đi. Nó cào móng vuốt một cái à bạn. Rất là đơn giản như thế thôi. Của artist này thì mình thấy khá là đẹp. Nhưng mà chỉ tiếc là không nâng được sao thôi. Nếu nâng được sao có khi mình cũng xài. Nâng được 3 sao là tầm nâng được 2 sao là thấy là đã mạnh rồi đó các bạn. 2 sao và 3 sao là mạnh rồi, như vô can rồi, là đem đi đánh cái kiểu là ok, ổn. Lẽ sợ hệ lửa với hệ băng. À, chú này có này. Đã giảm máu nè. À, giảm không nổi quá. Chiến đi. 11 ngàn ạ. Cần 4 sao luôn. Cần 4 sao tiếp theo luôn. À, là hơn hơn hạng cấp, nó khác biệt liền các bạn. Bán này yếu nè. Bán này yếu nhưng mà phải để một con nó chích cái đã. Rồi. Giờ mới đem artist ra chiến. Mà chiến cũng không lại. Rồi con này cho artist chiến đi. Sợ nó crit phát artist đi luôn rồi chứ. Mình nói không sai mà nó crit đang một cái à. Artist về thành dưỡng sức luôn. Thôi. Rip đi. Này Vulcan là tiêu diệt hết rồi. Là giảm máu nó. Rồi, giảm máu nó. Rồi, đủ 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 sức à. Giờ không lẽ chú mày không ăn được nữa. À, 6.000 máu các bạn. Nó đem được tầm đem thường thì 6.000, đem crit thì được 12.000. Rồi nấu máu của nó là 15.000. Rồi. Chiến thôi. Tích đúng không? R C tích. Đấy. Nó cầm con bạc cạp đi đi. Chiến. Trận hình này thì hình như quét khổ rồi các bạn. Ánh sáng. Đi ớt bẹp. Ánh sáng thì có bóng tối. Lấy bạc cạp ra. 1 triệu. Ồ, nó còn sống. Tiếc, xử lý nó em. 5.400. Rồi, đừng có tạch nha. Rồi, tạch mất tiêu. Bạc cạp ra báo thù. Quá nhà cho ạch tiếc luôn. Vì vậy mình nãy mình lựa lựa đội hình nó yếu xíu. Đó, nhảy như đội hình này thì artist chứ sức. Lấy con nào yếu yếu này. Đây. Phép thuật của mình đây. Con magic đây. Rồi. Những việc còn lại cứ để cho Magic.
Không có con nào click được con này hết nha các bạn. Vì cái hệ đầu của nó là cái hệ ngoài cổng không gian các bạn. Hệ accident. Là không ai click được nó hết. Hình này chắc đấy. Xem chết các bạn, hai hit vẫn chưa chết. Con này hầu đua Heroic này các bạn, mà mình đua dở quá. Đua không được nhiều, nó chỉ được một sao thôi. Nó đua nhiều hơn nữa thì có khi nó hai sao ngon rồi. Cretut. Rồi, con này chiến Cretut luôn. Vô. Giảm máu nó xíu đi. Nhà phát 50.000 các bạn. Ơi, không đủ đam, nó 46 à. Rồi, giấu, giấu, giấu. Này để bật cạp xử lý. Đội hình này để Vulcan ra. Ba con này đều sợ con Vulcan hết các bạn. Đều có hệ bị con Vulcan crit. Mình lấy Vulcan để xử lý nha. Vô. Một chú nè. Hai chú nè. Ba chú nè. Vẫn còn bánh gạo 5 sao các bạn. Còn là ở nước ngoài thôi. Bây giờ mình sẽ chơi đội hình toàn Dragon không nha. Dragon của mình đâu? Một con. Hai con. Ba con đấy. Chỉnh chỉnh một con bé tí nữa à, chỉnh chỉnh con này à, hiệu ứng bé tí đi. Ok chiến à. Chiến trận này ổn không ta? Phải, trận này cũng không ổn lắm, trận này cũng không ổn rồi. Lé nó có thể click mình mà thôi, đánh đại luôn thôi. Thôi mình cầm đây là con đánh cho vui mà, trận cuối mình làm cho vui thôi, làm mau thôi các bạn. Gì mà nó lấy một lấy chết đây là con ơi, các bạn thấy đây là con không sao, nó yếu không? Cái này giống đi nộp mạng hơn ấy. Cái đội hình không sao, nó yếu lắm các bạn ơi. Những con là con đấy, level 40 á. Nhưng mà khi nó lên 70 thì nó khác, 5 sao vàng thì nó khác hẳn ra các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn nha.